Khoảng 0 giờ 15 phút ngày 1 tháng 7, trong quá trình kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, tổ công tác của Công an huyện Văn Lâm phối hợp với Công an xã Tân Quang phát hiện cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Nhật Quang ở thôn Phố Dầu, xã Tân Quang do Đinh Quang Đức làm chủ đang hoạt động bất chấp lệnh cấm. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang 37 thanh niên nam nữ tại 5 phòng đang hát karaoke. Test nhanh, phát hiện 3 khách nam, 4 khách nữ dương tính với ma túy. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật đối với chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Nhật Quang và các trường hợp cố tình tập trung đông người, không chấp hành các quy định về phòng chống dịch.